Anh em chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Tinh Tế. Và hôm nay mình sẽ mở hộp cho anh em. Thực ra là mình đã mở hộp rồi. Một cái sản phẩm vừa mới được ra mắt cách đây vài phút thôi. Nó là DJI Avatar, nhưng mà thế hệ 2 nha. Một sản phẩm rất là thú vị. Một cái chiếc drone cực kỳ tuyệt vời mà những anh em nào thích bay lượn, thích giao luyện, thích làm những cái thứ vui vẻ trên bầu trời, cho nó mạo hiểm chui qua những cái chùa hay là những cái nhà thờ đồ đó, vòng ở dưới thác nước vòng ngược lên trên cầu đó, đó thì DJI Avatar nó sẽ làm được chuyện đó. Nó hơi khác một chút so với những chiếc flycam bình thường mà chúng ta quen với những cảnh cinematic. Cái này nó cũng cinematic được nhưng mà nó sẽ chơi theo một cái kiểu khác. Đây là cái sản phẩm chính của chúng ta nè, DJI Avatar thế hệ thứ 2. Đó, bây giờ mình sẽ để nó qua một bên, mình sẽ giới thiệu phụ kiện bên trong trước. Nó sẽ bao gồm những thứ. Đầu tiên nó phải là cái túi, một cái túi mà bên vỏ lớp bên ngoài nó cũng giống như sản phẩm DJI Mini 4 Pro hay là chiếc pocket trước đây mình đã có giới thiệu với anh em rồi, làm bài trên tay, chia sẻ rất là nhiều thứ với anh em rồi. Thì DJI như mình đang nói là họ đang đồng bộ hóa tất cả những sản phẩm của mình, không chỉ là phần mềm bên trong mà còn cả cái phần cứng bên ngoài nữa. Cái túi rất là đẹp, chống nước luôn ha. Đương nhiên rồi, sẽ có một cái pack 3 pin giống như thế này. Chúng ta đã thấy cái thiết kế này nó rất là quen thuộc trên những cái sản phẩm flycam hay là những cái sản phẩm sạc pin khác của DJI. Nó thay thế cho cái dock sạc trước đây mà anh em phải cắm cái viên pin lên, nó khá là nhỏ và nó khá là bất tiện. Bây giờ chúng ta đã có một cái pack 3 pin như thế này, rất là dễ, rất là tiện lợi. Anh em mua bản combo thì sẽ có một cái pack 3 pin như thế này. Đó, cũng để qua một bên luôn. Bên trong chúng ta sẽ có một cái motion controller thế hệ thứ 3. Và anh em có thấy gì không? Nó nhỏ nhắn, nó xinh xắn và nó đồng bộ màu sắc hơn rất là nhiều so với những sản phẩm trước đây. Trước đây thì chúng ta có cái DJI Avatar thế hệ đời đầu á, nó có cái màu sắc nó tương tự như thế này, nhưng mà cái motion controller thì nó sẽ có cái màu bạc, nó hơi sáng hơn một chút. Nhưng mà bây giờ họ đã đồng bộ tất cả mọi màu sắc với nhau rồi. Chúng ta sẽ còn có một cái kiến Google Glass thế hệ thứ 3 nữa. Cái kiến Google Glass này rất là tuyệt vời ở chỗ gì anh em biết không? Hồi xưa thì chúng ta phải mở ra, đóng vô, kéo cái sợi dây. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta có thể làm cái này để giãn nó ra, siết nó vô. Đó, anh em nghe thấy tiếng không? Siết nó vô, đó, rất là dễ luôn ha, rất là vui. Để mình đeo thử vô coi nó làm sao. Anh em thấy là nó không có lòng dài giống như cái sản phẩm Google Glass hệ thứ hai nữa, và nó cũng đã được tích hợp pin sẵn vào bên trong luôn rồi, không còn kéo một cái sợi dây dài lòng thòng và chúng ta phải nhét cái pin vào túi quần nữa. Bây giờ mọi thứ nó tiện lợi hơn, nó thuận lợi hơn, để lên một cái là chúng ta có thể sử dụng được liền, rất là hay luôn ha. Để mình xem lại bên trong cái túi nó còn cái gì nữa không. À, nó còn một cái ngăn ở trên này giống như là những cái sản phẩm túi khác của DJI. Và bên trong này sẽ là rất là nhiều cái phụ kiện thay thế. Anh em sẽ có một cái sợi dây nè, C2C nè, để xem bao nhiêu cánh quạt. Mình nghĩ là vẫn sẽ 4 cái cánh quạt thôi, giống như những cái sản phẩm đời trước. Nhưng mà cái cánh quạt này nó khác nha, tí hồi thì mình sẽ cho anh em xem kỹ hơn cái phần cánh quạt. Chúng ta sẽ có, mình nghĩ là những cái lens để thay thế ở bên trong cái kiến của Google Glass. Đúng rồi, những cái lens, hai cái lens thay thế nè, một cái dock rời USB-C luôn, và cái đầu còn lại là USB-A. Một cái pad để chúng ta thay thế ở trên cái phần kiến này của cái Google Glass. Đó, một cái pad ở trên này, rất là hay. Chúng ta sẽ còn có một cái ốc vít lục giác ở đây, để mình mở ra kỹ hơn cho anh em xem. Đó, anh em có thể thấy là cái phần cánh quạt bây giờ nó đã khác, là thay vì 5 cánh quạt như cái đời cũ thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ còn có 3 cánh quạt mà thôi. Ở phía trước này là một cái camera, vẫn là 155 độ nhưng mà kích thước cảm biến của nó đã được nâng cấp từ 1/1.7 inch lên 1/1.3 inch. Cái trải nghiệm chi tiết của mình đã có trong một cái video trải nghiệm rồi. Đây là một cái bài mở hộp và mình sẽ giới thiệu cho anh em ngoại hình cũng như là tổng quan về cái chiếc DJI Avatar thế hệ thứ hai này thôi. Và nhìn ở cái góc này thì anh em có thể thấy là cái chiều ngang này của nó lớn hơn so với cái chiều dọc. Tức là thay vì có kích thước vuông giống như là Avatar thế hệ đời đầu thì bây giờ nó đã bè ngang hơn. Điều này thì mình nghĩ là nó sẽ làm cho cái chiếc máy bay này bay một cách đầm và chắc hơn. Bây giờ thì mình sẽ lấy thử một viên pin để mình lắp vô cho anh em. Đó. Anh em có nhớ là cái chiếc DJI Avatar thế hệ đời đầu đó, nó lộ thiên ra, cái phần pin này nó lộ ra bên ngoài, mình nhìn thấy được từ bên trên này. Nhưng mà bây giờ theo ngôn ngữ thiết kế mới của nhà DJI thì toàn bộ những cái sản phẩm pin nó được sẽ lồng vào bên trong như thế này. Chúng ta phải bóp bên trong chúng ta mới mở ra để lấy được cái phần viên pin này. Còn đối với cảm biến thì ở phía mặt sau này chúng ta sẽ có hai cái phần cảm biến ở đây nằm hai bên hông, để ví dụ như mà khi chúng ta bay lùi thì nó sẽ nhận biết được những cái va chạm, những cái chướng ngại vật. Và chúng ta sẽ có cái logo Avatar 2 là số 2 được làm màu cam, và ở bên dưới này sẽ là đèn và cảm biến mà khi chúng ta đáp nữa. Đó, mọi thứ nó khá là đơn giản và cái phần ngoại hình nó không thay đổi quá nhiều, chỉ là nó to hơn một chút và mình nghĩ là nó sẽ bay đầm hơn một chút.
Đối với tay cầm motion control thế hệ thứ ba thì anh em có thể thấy nè, bây giờ cái nút màu cam này, cái nút điều khiển màu cam nó đã được chuyển từ bên trái qua bên phải và thay đổi vị trí những cái nút bấm, và cái vòng xoay dial vặn ở đây thay vì hồi trước nó nằm ngang để chúng ta có thể khi cầm cái ngón tay cái của chúng ta đưa vô vặn ra vặn vô nó khá là khó này đúng không, thì bây giờ cái ngón tay cái của chúng ta nó thuận tiện hơn rất là nhiều đó. Những cái thay đổi nho nhỏ này mình nghĩ là DJI họ làm rất là tốt. Bên cạnh đó thì cái nút bấm để record cái video thì nó vẫn nằm ở đây, cái nút để chúng ta tiến tới hay là giật lùi cái avatar 2 thì nó vẫn nằm ở đây, đưa vào một cái nó giống như cái tay cầm súng, nòng súng đó, giật ngược lại về sau hay là đưa về trước nó rất là dễ dàng luôn. Và mình thấy là dù nó nhỏ hơn, dù kích thước nó có bị rút gọn đi nhưng mà đưa vào nó cầm rất là ôm tay, rất là công thái học luôn á, kiểu kiểu dạng vậy á. Nó đã được bỏ đi cái phần ở phía gù ở phía bên trên này, mình nghĩ là do kích thước hay do cái công nghệ ngày càng phát triển cho nên là DJI họ đã làm nhỏ đi cái tay cầm này. Tuy nhiên mình nghĩ nếu anh em muốn tận dụng hết sức mạnh của chiếc DJI Avatar đời đầu cũng như là cái thế hệ thứ hai này, mình nghĩ là thế hệ thứ hai nó cũng vậy thôi, thì anh em phải tiến tới, anh em phải sử dụng, anh em phải mua một cái tay cầm điều khiển 4 nút, nó gọi là DJI FPV Controller đó, thì cái đó nó mới tận dụng được hết khả năng của DJI Avatar, và chúng ta sẽ sử dụng hai cái bàn tay chúng ta bay. Anh em hầu hết trông thấy là trong những cái video mà người ta làm á, những cái thước phim mà bay lượn hay những thước phim cinematic, người ta hầu hết sử dụng cái tay cầm là FPV Controller đó thay vì cái motion controller này. Bây giờ thì mình sẽ bỏ kiến ra và đeo thử cái chiếc Google Glass thế hệ thứ ba này vào để cho anh em xem thử là khi mình đeo nó thì nó sẽ trông như thế nào ha. Đó, ok, mình sẽ siết cái đầu của mình cho nó chặt. Và ở phía dưới này chúng ta sẽ có một cái nút nguồn, anh em đó nhấn giữ vào, nghe cái tiếng nó bật lên, anh em thấy không? Đó, DJI lộ ra. Và cái độ cận mà chúng ta có thể chỉnh được của cả hai cái kiến luôn là từ 2 cho tới -6 nha. Ở đây anh em có thể thấy nè, anh em có thể cầm hai cái nút vặn ở phía bên dưới này, anh em có thể di chuyển làm sao cho nó khớp vào cái mắt của mình, đồng thời chúng ta có thể xoay vặn để điều chỉnh cái độ cận của mình đó, nó rất là dễ dàng luôn đó. Mọi thứ nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Ở phía bên trên này chúng ta sẽ có một cái phần giữ để chúng ta có thể giữ trên phần trán của mình, nó rất là thuận tiện luôn ha, và nó không phải vướng bận dây nhựa giống như là cái chiếc Google Glass thế hệ thứ hai. Đó là toàn bộ tất cả những gì có bên trong hộp và mình muốn chia sẻ với anh em về ngoại hình của chiếc DJI Avatar thế hệ thứ hai này. Cái video trải nghiệm đã có trên YouTube rồi, anh em có thể tìm là trải nghiệm DJI Avatar 2 tinh tế để anh em có thể xem cái video trải nghiệm đó. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha.